Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Thủ Thuật của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là nâng cấp cái phiên bản phần mềm trên con iPhone 6 lên cái phiên bản phần mềm mới nhất, đó là 12.5.7 nhé. Để nâng cấp phần mềm thì các bạn cần phải sạc pin cho mình trên 80% nhé. Cộng với là các bạn cần phải có một kết nối mạng internet mạnh. Thông thường là chúng ta sẽ kết nối vào wifi nhé. Đó. Thì đây mình sẽ cho các bạn coi thông tin con iPhone này của mình nhé. Đây mình sẽ vào cài đặt chung này. Mình chọn là giới thiệu này. Đó, đây là con iPhone 6 này, nó đang chạy cái phiên bản iOS là 12.5.6 nhé. Thì bây giờ mình sẽ nâng cấp lên cái phiên bản iOS 12.5.7. Đó, các bạn để ý nhá. Bây giờ mình bấm vào cập nhật phần mềm này. Thì ở đây nó cũng báo là chúng ta cần phải kết nối vào Wi-Fi để tải về cái bản cập nhật này nhé. Đó, mình sẽ lên được cái phiên bản 12.5.7 này. Bây giờ mình sẽ kết nối vào Wi-Fi nhé. Rồi mình sẽ chọn được kết nối này. Ok, mình đã kết nối vào mạng Wi-Fi rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái mục đó là cài đặt chung này. Rồi mình sẽ chọn vào là cập nhật phần mềm nhé. Bây giờ mình sẽ bấm vào là tải về và cài đặt này. Đó, mình sẽ nhập cái mật khẩu mà khóa màn hình của mình vào nhé. Các bạn chú ý nhé, bây giờ nó đang tải về cái phiên bản iOS 12.5.7 này nhé. Cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn. Cháu thì chưa. Ok, các bạn để ý nhé. Như vậy là cái phiên bản iOS 12.5.7 này của mình đã tải về rồi. Bây giờ thì nó đang xác minh cái bản cập nhật này nhé. Mình sẽ chờ một chút nữa. Đó, iPhone này của mình nó lại tự động khởi động lại nhé. Đó, mình sẽ chờ đợi kẹo này. Đó, bây giờ nó tiến trình nó cập nhật phần mềm nhé. Đó, các bạn để ý cái thanh này nó đang chạy. Cái đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử coi. Đó, bây giờ mình sẽ thử kiểm tra cái phiên bản iOS xem nó đã lên chưa nhé. Đây mình vào cài đặt chung này, giới thiệu này. Đó, như vậy là mình đã nâng cấp lên cái phiên bản phần mềm 12.5.7 thành công rồi nhé. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là nâng cấp phần mềm, cập nhật phần mềm iPhone 6 nên cái phiên bản phần mềm mới nhất ở cái thời điểm mình làm video này, đó là 12.5.7 nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.